Thưa quý vị, ngày nay thì không khó để tìm thấy những cuốn sách chỉ dạy ta về con đường đi đến thành công và giàu có từ hai bàn tay trắng. Những cuốn sách là tập hợp kiến thức của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, kỹ năng sống, truyền cảm hứng. Thế nhưng nếu ai đọc sách mà cũng có thể trở nên giàu có thì có lẽ là chúng ta đã có quá nhiều triệu phú và tỷ phú ở trên thế gian này. Giữa thực tế và sách vở thì luôn có khoảng cách. Những người học hay đọc nhiều chưa chắc đã là những người giỏi khi ra thương trường. Vậy thì có nên chìm đắm trong những cuốn sách dạy làm giàu? Sách dạy làm giàu bổ ích hay là vô ích? Chuyện tối nay sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với vị khách mời là anh Nguyễn Chí Nghiêm, là người sáng lập và xây dựng chuỗi Pizza Cons và cũng đã từng đọc khá nhiều sách về dạy làm giàu, đúng không ạ? Trước tiên thì xin mời anh Nghiêm cùng với quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Vài năm gần đây, thị trường sách Việt Nam bùng nổ các loại sách thuộc thể loại self-help. Hiểu đơn giản, đó là loại sách dạy tu thân, học làm người, chứa đầy lời khuyên thông tuệ và các bí kíp để nhanh giàu, nhanh khôn, nhanh thành công. Thành công của một quốc gia, của một tỷ phú có thể là hàng trăm, hàng chục năm, nhưng có thể tổng kết, gói gọn lại trong vài trăm trang sách. Những cuốn sách với lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn, ngay từ những trang bìa, cho người đọc niềm tin, kế hoạch làm giàu có thể chỉ có trong 365 ngày, hoặc nếu nắm được 64 nguyên tắc của Jack Canfield, 100 quy luật của Brian Tracy. Khởi đầu của những cuốn sách này chính là muốn người đọc thay đổi tư duy theo kiểu tôi tài giỏi, bạn cũng thế, và hãy tư duy như người giàu. Chỉ cần bạn có niềm tin, bạn có thể thay đổi số phận. Không ít những cuốn sách được viết từ hàng chục năm trước vẫn trở thành cuốn sách bán chạy tại Việt Nam hiện nay. Vâng, thưa anh Nghiêm, tôi được biết rằng là anh sinh năm 1984, tức là năm nay mới có 33 tuổi. Tuy nhiên là anh đã là chủ của một thương hiệu với khoảng hơn 20 cửa hàng ở trên toàn quốc. Chắc hẳn là anh đã khiến cho tôi và rất nhiều những người khác nữa đều cảm thấy ngưỡng mộ và có đôi phần ghen tị. Vậy thì xin được hỏi là trước kia thì đã bao giờ anh nghĩ rằng là mình sẽ thành công như ngày hôm nay hay chưa? Trên thực tế thì khi tuổi trẻ thì tôi đọc rất nhiều sách, và thời điểm đó thì tôi nghĩ là thành công là sẽ áp đến. Và tôi nghĩ là chắc chắn là tôi sẽ thành công. Thậm chí là khi sau 5 năm đại học thì cô bạn gái lâu năm mà cô và anh ơi chuẩn bị cưới nhau đi, thì tôi vẫn trả lời là tôi đợi anh giàu đã rồi mới cưới nhau. Nhưng thực tế thì lúc đó tôi chưa bắt tay vào làm cái gì cả để mà thực hiện cái thành công của mình sau này. Vâng. Vậy thì trước khi bắt tay vào khởi nghiệp thì anh có đọc những cuốn sách dạy làm giàu hay không? Chắc chắn rồi, tôi đọc khá nhiều. Từ sách tu thân cho đến những sách mà dạy con làm giàu, tôi đọc suốt khoảng tầm 5 năm đại học. Vâng. Tôi thấy là lượn qua một vòng quanh các sạp sách báo thì thấy rằng có rất nhiều cuốn sách có tên rất kêu. Ví dụ như là 4 bước để thành tỷ phú hay là 12 cách để làm giàu. Và nhiều người nghĩ rằng đây chính là bí kíp để làm giàu rồi. Chỉ cần mua về và làm đúng theo những bước như vậy thì có thể trở nên thành công, giàu có. Vậy thì anh nghĩ rằng quan điểm đó đúng hay sai? Thực ra thì khi những bạn trẻ, đa phần là những bạn trẻ như tôi tuổi đó, thì khi mà tìm sách thì chúng tôi không biết phải tìm cái gì để làm giàu cả. Chúng tôi sẽ tìm cái từ khóa đầu tiên là làm giàu. Nên là chúng tôi đưa chọn những cái loại sách đó để đọc. Và đa phần thì những loại sách đó nó cung cấp những cái thông tin mà những người thành công trước đây, những thế hệ trước chúng ta khá nhiều năm. Và họ trao cho chúng ta những kiến thức mà tôi đọc từ thấy rất là hay và rất là tâm đắc. Thậm chí là tôi nói chuyện với bạn bè bằng những ngôn từ trong sách đó luôn. Và người ta còn nhiều lúc như bạn gái tôi nói là tôi hơi hâm hâm bởi vì là dùng những cái từ mà người ta không hiểu. Nhưng là anh cũng đã thấm nhuần rất là nhiều những cuốn sách dạy làm giàu khác nhau. Vậy thì theo anh rằng là những cái cuốn sách ấy có mang lại giá trị gì cho bản thân anh hay không? Và liệu rằng là nó có đóng góp một phần nào đó trong thành công ngày hôm nay của anh hay không? Cho đến bây giờ thì gần như là tất cả các kiến thức mà tôi đã từng đọc trong sách làm giàu thì tôi không còn nhớ nhiều. Và nó không đủ để giúp tôi có một cái động lực để tôi bắt tay vào làm một công việc gì đó. Vâng, thưa anh Chí Nghiêm, tôi biết là anh đã từng có một cái phát ngôn có thể nói là khá là gây sốc khi mà anh nói là muốn làm giàu thì hãy dừng đọc sách lại. Phải chăng là ý của anh ở trong câu nói này đó là chúng ta hãy ngừng cái việc là học theo những cái lý thuyết suông để chúng ta bắt tay vào làm với thực tế, đúng không ạ? Thực ra thì phải nói thật rằng câu nói này không phải do tôi nói mà là do vợ của tôi. Khi mà tôi vẫn đắm đuối trong cuốn sách và tôi thực tế là tôi ngoài đọc sách còn tự chơi game, bởi vì tôi không biết phải làm gì cả. Tôi nghĩ là mong mỏi là mình thức khuya, mình dậy sớm, mình làm một cái gì đó, nhưng mình không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Thế thì khi mà tôi có một cái ý tưởng với khởi nghiệp của cái dự án sau này
thì tôi đã mất một tháng rồi và tôi không phải làm gì. Tôi thức đêm và không ngủ được. Thì ngay lúc đó vợ bảo là anh muốn làm giàu thì dừng đọc sách, anh đừng làm, đừng nghĩ về những cái linh tinh nữa. Anh hãy bắt tay vào công việc đi, anh hãy lên kế hoạch về nó. Và nếu có làm thua thì ta lại làm lại. Còn nếu mà cùng lắm là thất bại thì ta lại đi làm thuê. Vậy thì sau này khi mà anh bắt đầu bắt tay vào với cái công việc của mình trong thương trường thì anh có thấy là có những cái điều gì đó thực tế trong thương trường mà nó đi ngược lại với sách hay không? Và anh đã từng làm những cái việc mà ngược lại với sách đã dạy mình làm hay không? Và cụ thể thì đó là những việc gì ạ? Thực tế thì những kiến thức mà khi mà tôi bắt tay vào thực tế thì tôi lại thấy nó không có những cái mà nó cao sang hay là nó triết lý như vậy. Nó rất là gần gũi. Thực tế thì tương nhiên như tôi làm bánh thì tôi phải đi học là xem làm cái bánh nó như thế nào, tôi phải mua máy móc từ đâu, tôi phải thuê cửa hàng như thế nào. Thì tất cả những cái đó thì trong sách họ không dạy chúng ta. Họ không dạy chúng ta là cụ thể phải làm một việc gì đó. Họ chỉ đúc kết trong cả những triết lý. Và nếu mà dùng những triết lý mà nó nói lại cho người khác thì chắc chắn là không phải bạn trẻ nào bạn cũng hiểu được. Và bản thân tôi là đến sau này thì tôi cũng không dùng những triết lý đó nữa và trong cuộc sống hiện tại. Vâng. Tôi được thấy là có nhiều tỷ phú trên thế giới, ví dụ như là Bill Gates hay là Mark Zuckerberg thì cũng rất là chăm chỉ đọc sách. Tuy nhiên là có vẻ như là họ không đọc những cuốn sách dạy làm giàu mà họ đọc những cuốn sách về chuyên ngành mà họ quan tâm, hoặc là nếu mà họ muốn tìm bí quyết thì họ đọc những cái cuốn tiểu sử của các cái doanh nhân hay là những người nổi tiếng. Vậy còn anh thì sao? Anh đọc loại sách gì để có thể giúp anh thành công hơn? Thực tế thì sau khi bắt tay vào việc khởi nghiệp thì tôi đọc sách nhiều hơn trước. Nhưng tôi không đọc sách lại làm giàu, mà tôi đọc những cái thông tin tôi tìm kiếm liên quan đến cái việc mà tôi đang chuẩn bị làm. Rất nhiều những thông tin chuyên ngành trên mạng hay trên sách, hay là tí tôi vào bếp tôi để học. Tất cả những cái đấy là cái mà tôi nghĩ rằng những người thành công người ta đều lăn xả và người ta tìm thông tin. Bởi vì cái những người thành công ấy, là cái người ta hơn người khác là người ta biết cách tìm kiếm thông tin. Và thông tin thì không chỉ trong sách, nó còn rất nhiều nơi. Có thể là trong thực tế, trên mạng, hay là chúng ta quan sát, chúng ta tiếp xúc nhiều con người hơn, chúng ta sẽ đúc kết lại được. Anh là một người đọc rất nhiều sách về dạy làm giàu. Vậy thì Thanh Huyền rất muốn hỏi anh là anh có thể đưa ra một nhận định về cái thị trường sách dạy làm giàu, dạy thành công của chúng ta hiện nay. Liệu rằng là những cuốn sách đó có sát với thực tế, nếu như một người trẻ nào đó của chúng ta mà muốn thực sự muốn làm giàu, sát với điều kiện thực tế hoàn cảnh của đất nước chúng ta hiện nay không? Thực tế thì cái năm tôi đọc sách từ những năm 2000, đầu năm 2000 thì tôi đọc đa phần những cuốn sách từ những năm 80-90 và tôi thấy họ giàu lên rất nhanh và rất dễ dàng. Thế nhưng mà những cái ví dụ của họ thì lại, nếu mà so về thị trường Việt Nam thì nó không còn gần gũi và không còn thực tế nữa. Ngay cả như bây giờ nếu mà lướt qua những cuốn sách thì tôi thấy là họ cũng là những người đã thành công rồi, hoặc là miêu tả lại những người đã thành công. Vì vậy những cái phương thức mà họ nêu trong khách chắc chắn nó sẽ không thực tế so với những bạn ngồi đây. Những bạn mà sẽ bắt tay thực tế mà họ sẽ gần như những người đọc, họ sẽ không biết họ sẽ phải làm gì. Thậm chí là đôi khi là đọc sách làm giàu còn khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối lung túng hơn trong việc là không biết bắt đầu từ đâu, đúng không ạ? Chắc chắn thôi. Xin được hỏi anh là vậy thì anh đúc kết lại bí quyết để thành công, bí quyết để làm giàu của anh là gì? Thực ra bí quyết thành công thì so đến tuổi này thì thực tế là cái mà được hơn so với những người mà chưa dám làm, đó là chúng ta biết cách tìm thông tin và chúng ta dấn thân vào làm. Vì vậy những bạn trẻ thì nên có sự dũng cảm và dám chấp nhận thất bại. Các bạn không nên vùi đầu vào sách quá nhiều. Các bạn ấy gặp gỡ nhiều người hơn và quan sát, lắng nghe và ghi chép. Chúng ta sẽ có những cái kỹ năng và bản thân chúng ta sẽ được nâng lên rất là nhiều. Đó là bí quyết để làm giàu, đó là luôn chúng ta luôn phải cố gắng học hỏi và hoàn thiện bản thân mình đúng hơn rồi. Nữa. Luôn luôn phải lắng nghe và quan sát thật nhiều, đúng không ạ? Đúng rồi. Xin được hỏi anh là vậy thì có bao giờ mà anh vận dụng một cái điều gì đó mà anh đã đọc được trong sách trong cái công việc kinh doanh của mình hay không? Cho đến giờ phút này thì tôi chưa có ấn tượng nhiều, vẫn không có cái gì mà tôi đã từng nhớ ở trong sách cả. Vâng. Hiện nay ở trên thị trường xuất bản thì có rất nhiều những cuốn sách dạy làm giàu, nhưng mà dường như là nhiều người đọc tìm đến những cuốn sách này thì không phải là vì họ thực sự có một cái khao khát làm giàu, mà bởi vì họ chỉ đọc theo trào lưu hoặc là có một cái lời giới thiệu rất là hay, rất là hoành tráng, hấp dẫn của nhà xuất bản chẳng hạn. Vậy thì theo anh là chúng ta nên đọc những cuốn sách dạy làm giàu, dạy thành công này với một tâm thế như thế nào? Theo tôi thì đối với những bạn trẻ mà đã tìm đến sách dạy làm giàu thì tôi rất ủng hộ. Bởi vì ít nhiều thì họ cũng đã có một cái mong muốn là họ sẽ thành công trong tương lai. Thế thì là khi chúng ta học thì bản chất đọc sách nó là một cái kênh để chúng ta thu thập thông tin thôi. Thế nên chúng ta không nên đọc quá tràn lan, chúng ta sẽ chọn lựa. Bản chất nếu mà bạn đọc nhiều thì bạn chỉ lướt qua cái tựa đề và cái phần trích dẫn, bạn biết là người ta nói về cái gì.
thì đọc lướt qua các bạn sẽ tóm tắt được là à, nếu mà có những cái quyển sách mà nó lặp lại quá nhiều, chúng ta không nên mất thời gian, chúng ta dừng lại ở đó và tìm cho mình những động lực. Họ thành công được thì nó thành công được, thì chúng ta tìm xung quanh xem trong thực tế nó có cơ hội gì cho chúng ta hay không. Và nếu có một cái điều gì đó hối thúc mà cảm thấy chúng ta rất muốn làm thì các bạn hãy bắt tay vào làm ngay. Thì đó là cái mà tôi khuyên các bạn nên đọc sách ở cái tâm thế như vậy. Chúng ta là con là những người đi tìm tòi và tìm cơ hội cho mình. Vâng, rất nhiều bạn trẻ đang có khao khát được khởi nghiệp, được làm giàu, được khẳng định chính mình đang xem chương trình này và rất muốn là anh Nghiêm có thể chia sẻ một vài quyển sách nào đó mà các bạn có thể nên đọc trước khi các bạn bắt đầu khởi nghiệp. Thực tế thì như tuổi tôi thì đối với những bạn độc giả đọc sách thì có rất nhiều lứa tuổi, thế nhưng mà đa phần là những bạn trẻ. Thì bản thân một cái doanh nhân mà bạn muốn thành công thì nó có rất nhiều yếu tố, những quyển sách mà nó góp phần cho bạn trở nên tốt hơn, ví dụ là tu thân để cho chúng ta trở nên điềm đạm hơn, không bị nóng vội, chúng ta trở thành con người tử tế, chúng ta không mắc phải sai lầm trong tương lai, thì cái đấy rất tốt. Còn những quyển sách đệm dầu để đốc thúc cho chúng ta có những ngọn lửa để chúng ta cảm thấy là tương lai chúng ta sẽ thành công thì chúng ta cũng nên đọc và chúng ta tìm hiểu thật sâu và tìm kiếm thêm là chúng ta sẽ có những cái cơ hội gì xung quanh không. Vì vậy để mà khuyên các bạn đọc cuốn sách gì thì bản thân tôi từ như tôi đã từng nhớ, ví dụ cuốn Cái Dũng của Thánh Nhân tôi đọc năm 17 tuổi, nó giúp cho tôi có một cái tính cách điềm đạm so với bây giờ. Đó là cái mà duy nhất cuốn sách này mang lại. Thì tôi khuyên là những bạn đang trẻ và những bạn đang hấp tấp thì nên đọc cuốn sách đó. Sự điềm đạm và bình tĩnh là một điều rất cần và đôi khi là rất thiếu đối với giới trẻ để bắt đầu làm một việc trọng đại, một việc đại sự gì đó của đời mình, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn anh Nguyễn Chí Nghiêm, là người sáng lập và xây dựng chuỗi cửa hàng Pizza Cons, đã tới với chương trình Chào Buổi Tối với những chia sẻ rất là hữu ích. Thưa quý vị, không ai có thể phủ nhận được giá trị của sách đem lại tri thức cho con người. Người ta có thể đúc kết kinh nghiệm làm giàu vào những trang sách, nhưng mà không, đó không phải là bí quyết để giúp ta thành tỷ phú, thành triệu phú. Bởi vì mỗi người có một trí tuệ, một tính cách, một đam mê, quyết tâm và hoàn cảnh khác nhau. Và thay vì đắm chìm vào những trang sách dạy làm giàu, thì hãy dũng cảm dấn thân bằng thực tế trên thương trường. Đó mới là con đường ngắn nhất, đúng đắn nhất để đi đến thành công.